Viêm đường tiết niệu ăn gì để khỏi? Khi bị viêm đường tiết niệu, chế độ ăn uống đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ điều trị và giảm các triệu chứng. Dưới đây là một số thực phẩm và lời khuyên để giúp cải thiện tình trạng viêm đường tiết niệu. Thứ nhất, các loại thực phẩm giàu vitamin C sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch và tạo môi trường axit ở trong nước tiểu, từ đó làm giảm sự phát triển của vi khuẩn. Các loại thực phẩm giàu vitamin C như là cam, chanh, dâu tây, kiwi, ớt chuông và cà chua. Thứ hai, ăn nhiều rau xanh và trái cây. Rau xanh và trái cây giàu chất chống oxy hóa và vitamin, giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm viêm nhiễm. Đặc biệt là rau cải, rau diếp, dưa leo và cà rốt. Thứ ba, tỏi. Tỏi thì có tính kháng khuẩn và kháng viêm tự nhiên, có thể giúp hỗ trợ điều trị nhiễm trùng tiết niệu. Các bạn hãy follow kênh để xem được những video về sức khỏe nhé.